nghệ sĩ ưu tú kim tử long tai tiếng đánh bạc bị bắt là vết nhơ lớn nhất đời tôi kim tử long cho biết việc bị bắt vì liên quan đến việc đánh bạc cách đây nhiều năm trở thành cú sốc lớn với sự nghiệp cuộc sống của anh vụ việc nghệ sĩ ưu tú kim tử long bức xúc khi không được xét duyệt nghệ sĩ nhân dân gây ồn ào những ngày qua cộng đồng mạng tranh luận bàn tán với những ý kiến trái chiều nhiều người đề cập đến lùm xùm bị bắt vì đánh bạc cách đây nhiều năm của nam nghệ sĩ Họ cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến Kim Tử Long không được sở xét hồ sơ, dẫn đến trượt danh hiệu. Chia sẻ với Việt Nam Kim Tử Long nói, anh theo dõi và đọc hết những bình luận từ khán giả, cả ý kiến đồng tình, ủng hộ lẫn phê phán. Nam nghệ sĩ khẳng định không hối hận khi lên tiếng vì chỉ muốn đòi lại công bằng cho mình và các đồng nghiệp. Nếu đặt mọi người vào vị trí của tôi, chắc chắn sẽ không ai giữ được sự bình tĩnh. Tôi bức xúc vì không tìm được một câu trả lời thuyết phục, cảm giác như công sức lao động bao năm bị phủ nhận. Việc lên tiếng tôi chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình mà thôi. Về scandal đánh bạc năm xưa, Kim Tử Long kể lại, năm 2013, anh về tỉnh Vĩnh Long biểu diễn trong tiệc nhóm họ, tiệc hỷ nhà trai theo lời mời của một khán giả. Sau khi biểu diễn đến tận khuya, anh ra về phát hiện ô tô mình bị chắn đường bởi một xe khác. Nam nghệ sĩ đã cùng tài xế của mình qua tìm người nhờ dời xe. Lúc này, trong tiệc có một nhóm người chơi bài, nam nghệ sĩ đứng cạnh sòng bài vừa trò chuyện chụp ảnh và giao lưu với khán giả. Lúc này, anh vì hiếu kỳ và nhiều người hâm mộ nài nỉ, muốn anh góp tiền đặt tài xỉu lấy hơn, nên đã góp vui ba ván. Trong đó một ván 200.000 đồng, ván 300.000 đồng nhưng đều thua, và một lúc sau công an ập vào bắt. Kim Tử Long cùng nhóm người trên bị đưa về đồn lấy lời khai. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng ra văn bản quyết định miễn hình phạt. Giấy tờ đến giờ tôi vẫn còn lưu giữ đầy đủ trong nhà và sẵn sàng cung cấp nếu được yêu cầu. Giọng ca sinh năm 1996 nói, vụ tai tiếng trên là vết nhơ lớn nhất cuộc đời anh. Nhiều năm qua anh im lặng, không giải thích. Thế nhưng, những ngồn ngào vừa qua khiến cuộc sống vợ con, gia đình bị ảnh hưởng. Anh mong nói rõ một lần để khán giả truyền thông có cái nhìn khách quan. Kim Tử Long nói bà xã nghệ sĩ Trinh Trinh động viên an ủi khi anh vướng ngồn ngào. Nam nghệ sĩ cũng tự hứa với lòng sẽ tiếp tục làm nghề, cống hiến khán giả và sống tử tế. Cuộc đời của một người có thăng trầm, không ai có sai lầm hay những bước hụt chân tôi chỉ mong chúng ta nhìn sự việc theo hướng bao dung vị tha hơn để nhẹ lòng cho cả tôi và mọi người